Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Trong video bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng học bài số 8, tiếng Anh lớp 10, Unit 8, New Ways to Learn, những cách học mới. Phần Getting Started. Trong tiết học này, chúng ta sẽ có 4 hoạt động. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây. Upload, E-Class, Global, Global Warming. Trong bài chúng ta có sử dụng cấu trúc Ask somebody cộng với động từ nguyên mẫu có to là yêu cầu ai đó làm gì. Ví dụ, My teacher asked to watch the video and find more information about this topic. Giáo viên của tôi thì yêu cầu chúng tôi phải xem video và tìm những cái thông tin về chủ đề này. Take note, refer, original, material, prepare materials. Ở hoạt động số 1, chúng ta sẽ được lắng nghe và đọc một bài đối thoại của Long và Nick với chủ đề New Learning Activities, những hoạt động học tập mới. Bây giờ, các em hãy quan sát vào bài và chúng ta nghe máy trước nhé. Hi Nick. What are you doing? I'm watching the video that my geography teacher uploaded on eClass. Really? What is it about? It's about global warming. My teacher asked us to watch the video and find more information about this topic. So, is watching the video part of your homework? Yes. Then next week, we'll work in groups and discuss the topic in class. Sounds interesting. You can watch the video many times and also search for more information at home. You're right. I'm not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives me a chance to discuss with my classmates who may have original ideas on the topic. Does your teacher often ask you to prepare materials at home and discuss in class, Nick? Yes, she does. We're doing a lot of projects that help us understand the lessons better. This way of studying, which gives us more control over our own learning, is quite useful. You're lucky. My teachers use very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities. Các em vừa lắng nghe theo máy và bây giờ thì cô trò chúng ta cùng xem nội dung của bài đối thoại các bạn nhé. Hi Nick, what are you doing? Chào bạn Nick, bạn đang làm gì vậy? I'm watching the video that my geography teacher uploaded on eClass. Tôi đang xem video mà giáo viên địa lý của tôi đã đăng tải trên lớp học trực tuyến. Really? What is it about? Thật vậy sao? Video nói về điều gì vậy? It's about global warming. My teacher asked to watch the video and find more information about this topic. Nó nói về sự nóng lên toàn cầu. Giáo viên của tôi thì đã yêu cầu chúng tôi xem video và tìm ra những cái thông tin về chủ đề này. So, is watching the video part of your homework? Oh, vậy xem video thì có phải là một phần trong phần bài tập về nhà của bạn không? Yes, then next week we are working groups and discuss the topic in class. Có, đúng vậy. Sau đó thì vào tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận về chủ đề này trong lớp học. Sounds interesting. You can watch the video many times and also search for information at home. Điều này nghe thật thú vị. Bạn có thể xem video nhiều lần và cũng có thể tìm kiếm những cái thông tin tại nhà. You're right. I'm not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives me a chance to discuss with my classmates who may have original ideas on the topic. Bạn nói đúng, tôi không giỏi ở việc ghi chép bài trên lớp, bạn biết rồi đó. Bởi vậy, tôi thích cách học này hơn, nó cho tôi cái cơ hội để được thảo luận với những bạn là những người bạn cùng lớp của mình, người có những cái ý tưởng ban đầu về chủ đề. Does your teacher often ask you to prepare materials at home and discuss in class, Nick? Thế giáo viên của bạn có thường yêu cầu bạn chuẩn bị những cái tài liệu
ở nhà và thảo luận ở trên lớp không, hả bạn Nick? Yes, she does. We are doing a lot of projects that helps us understand the lessons better. Có, chúng tôi đang làm rất nhiều những cái dự án mà có thể giúp chúng tôi hiểu được bài học tốt hơn. This way of studying, which gives us more control over our learning, is quite useful. Cách học này là cái mà giúp chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn cái việc học của mình và khá là hữu ích. You're lucky, my teacher has very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities. Bạn thật là may mắn đó, những giáo viên của tôi thì sử dụng những cái phương pháp dạy học rất là truyền thống ở trường. Tôi ước rằng tôi có thể thử những cái hoạt động học tập mới như thế này. Bây giờ chúng ta cùng thực hành hoạt động số 2 với yêu cầu như sau. Read the conversation again and decide whether of the following statements are true or false. Chúng ta đọc lại bài đối thoại và quyết định xem là những lời phát biểu sau đây là đúng hay là sai. Câu số 1. Nick is preparing for his next geography class. Bạn Nick thì đang chuẩn bị cho tiết học địa lý sắp tới của bạn ấy. Thì chúng ta có thể thấy đây là thông tin đúng trong bài. Các em sẽ đánh dấu vào cột true các bạn nhé. Và chúng ta có thể xem thông tin ở đây. Bạn Long hỏi là What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Và bạn Nick trả lời I'm watching the video that my geography teacher uploaded on eClass. Tôi đang xem video mà giáo viên địa lý của chúng tôi thì đã đăng tải trên lớp học trực tuyến. Có nghĩa là Nick đang xem video để chuẩn bị cho cái tiết học địa lý tiếp theo của bạn ấy. Câu số 2, Nick's note-taking skills are quite good. Những cái kỹ năng ghi chú của bạn Nick thì hoàn toàn tốt. Chúng ta thấy thông tin này dường như là nó không đúng với nội dung của đoạn văn. Chúng ta sẽ đánh dấu vào cột false. Chúng ta nhớ là trong bài đối thoại thì bạn Nick nói là bạn ấy không giỏi ở việc ghi chú và ghi chép bài trên lớp. Và chúng ta có thông tin như thế này. I'm not good at taking notes in class. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu này là câu sai các bạn nhé. Câu số 3. Nick's class is working on many projects now. Bây giờ thì lớp học của bạn Nick đang làm rất nhiều dự án. Vậy thì chúng ta có thể thấy đây là thông tin đúng trong bài. Các em chọn và đánh dấu vào true. Thông tin thì chúng ta có thể kiểm tra ở đây. We are doing a lot of projects that helps us understand the lessons better. Chúng tôi đang làm rất nhiều những cái dự án, cái mà nó giúp chúng tôi hiểu những cái bài học tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua hoạt động số 3 nhé. Hoạt động số 3, match the verbs with the nouns to make phrases. Nối những cái động từ với những danh từ để tạo thành những cụm từ. Các em có thể thấy được là những từ và những cụm từ mà sau đây chúng ta sẽ làm nó đã xuất hiện ở trong phần 1 và phần 2 rồi. Cho nên chúng ta sẽ đọc và nối sao cho hợp lý các bạn nhé. Câu số 1, chúng ta có động từ upload, đăng tải. Thì các em có thể chọn và nối với câu B. A video, upload a video là đăng tải một video. Động từ do, các em có thể nối với là a project. Do a project là một dự án. Động từ find nối với information, find information là tìm thông tin. Và chúng ta có thể nối take với notes, take notes có nghĩa là ghi chú. Bây giờ chúng ta sẽ làm hoạt động số 4 với yêu cầu như sau. Complete each of the following sentences with one word from the conversation. Hoàn thành mỗi câu sau đây với một từ từ trong bài đối thoại. Câu số 1. Nick is watching the video his geography teacher uploaded on eClass. Bạn Nick đang xem video gì đó mà giáo viên địa lý của bạn ấy thì đã đăng tải trên lớp học trực tuyến. Chúng ta sẽ điền dot và các em có thể thấy được là trong bài này có nhắc đến một số những cái từ đó là những cái đại từ quan hệ, đó là dot, who hoặc là which. Thì đối với cái phần đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ này thì chúng ta sẽ học kỹ hơn ở những tiết học sau của bài số 8 các bạn nhé. Câu số 2. This way of learning gives him a chance to discuss with his classmates, may have original ideas on the topic. Cái cách học này thì cho cậu ấy cơ hội để thảo luận với những người bạn cùng lớp, người mà có những cái ý tưởng ban đầu về chủ đề. Câu số 3. They are doing a lot of projects. Have them understand the lessons better.
họ đang làm nhiều dự án cái mà giúp cho họ hiểu những cái bài học tốt hơn. Thì chúng ta cũng dùng một cái đại từ quan hệ ở đây. Và câu số 4 cũng vậy. That way of studying which gives them more control over their learning is quite useful. Cách học đó, cái mà giúp họ kiểm soát tốt hơn cái việc học tập của mình thì khá là hữu ích. Thì ở đây chúng ta cũng dùng một cái đại từ quan hệ là which. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần Getting Started của bài số 8. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.